Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi và tham gia bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất bằng cách soạn tin nhắn mã số thí sinh gửi tới 8340 hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 1900 1757, bấm phím 6 và làm theo hướng dẫn. Quý vị và các bạn sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng trị giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và một giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, trong đêm thi cuối cùng, chung kết xếp hạng diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 20 tháng 11 năm 2008. Giải thưởng sẽ được tăng gấp đôi là 2 triệu đồng, 4 triệu đồng và 10 triệu đồng. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này. Lá thu vàng gọi tên anh âm thầm, và anh có nghe khi mùa thu tới mang ai ân mang tình yêu tới, anh có nghe nghe hồn thu nói anh sẽ về dù mưa hay nắng, dù gió hay sương nơi phương trời xa, anh sẽ về dù cho năm tháng làm trái tim ai heo hon chờ mong, anh sẽ về dù cho giông tố làm bước chân anh lạc nơi. Không những cái cây cột trụ đó mà còn cái thanh mập đó mà rớt xuống thì đau lắm, đúng đau lắm, phải đau lắm. Cái thân mà đủ rồi nghe chưa ông Thư? Cái gì? Không có khùng, có điên nha. Chị qua đây, trời nào sập hả? Đất nào sập, trời nào lẫn hồng nha. Nè là tung tin đồn bậy bạ nha. Thôi chị nhá, bạn chó ham chơi, thầy sống yêu đời, thời gian chơi bơi, đừng quên đi thôi. Đuổi ra ngoài. Đâu có vậy? Đây là cùng thiếu của ta mà áo mưa đi đâu vậy? Đi ra. Ta với cây gì á? Dạ đây là cái cây chèo xuồng à. Trời ơi. Trời. Vô thấy mà chèo xuồng. Chả phải chèo xuồng mới tới được chứ. Sao thành phố người không có xe chợ để cho ta vô chợ bán đàng hoàng. Đó, không có chợ thì người ta phải bán ở ngoài đường chứ sao? Đúng rồi, chính xác. Dạ, đúng rồi. Dạ thưa, khi mà thành phố họ xây dựng lên là họ phải di chuyển bằng đường thủy lộ. Còn ở thành phố chúng tôi thì xây dựng trên đường bộ nhưng mà vẫn di chuyển giống như là thủy lộ. Bởi vì luôn luôn ngập nước à. Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ khuấy động nhịp đam mê, 19 giờ 30 phút bé khỏe bé ngoan, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình chung sức, 21 giờ ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga, 21 giờ 20 phút chương trình nốt nhạc vui, 22 giờ 10 phút những nẻo đường đất nước, 22 giờ 30 phút tin trong nước, tin cuối ngày tin thế giới, bản tin thể thao 365, chương trình rạng sáng ngày 12 tháng 11 gồm có 0 giờ 5 phút câu lạc bộ thể thao nữ thế giới, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 30, 1 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới, du hành đến các hành tinh, 2 giờ thời trang và cuộc sống, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam nhịp đập trái tim tập 25, 3 giờ 20 phút ca nhạc dân tộc bài ca quê hương, 3 giờ 50 phút khám phá cơ thể kỳ diệu giác quan. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Những kiến thức về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con, một tạp chí không thể thiếu với gia đình bạn. Gia đình A Cộng được phát sóng vào lúc 13:45 thứ sáu hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 18/7/2008. Mời quý vị đón theo dõi. Enfagro A Cộng hân hạnh mang đến cho bạn chương trình này.